Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Yeah, hay quá, hay quá, hay quá quý vị ơi. Tức quy, gõ tay lên đi. Tức quy, a. Trời ơi, các em hâm mộ anh ha rồi. Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi. Bảo vệ, bảo vệ, bảo vệ. Ôi, ôi, Quy, anh Quy ơi. Yêu cầu xuống đi, xuống đi, xuống đi. Anh Quy, anh Quy. Đưa đi đi. Anh Quy, anh Quy đâu rồi? Anh Quy đâu rồi? Ủa, mới nghe nữa mà. Anh Quy đâu? Anh Quy. Anh Quy đâu rồi? Anh Quy đâu? Trời ơi, té luôn rồi kìa. Hả? Té hả? Vô, vô, vô. Đây này, đây này, đây nè. Anh Quy bên kia, anh Quy bên kia. Hả? Quy bên kia. Anh Quy, chạy với anh Quy ơi. Kinh khủng quá. Chị Mừng gọi đại bàng, chị Mừng gọi đại bàng, bộ con nghe rõ trả lời. Nghe rồi, nghe rồi, nghe rồi. Mọi chuyện đã ổn rồi. Nghe rồi, chim cút nghe rồi. Đưa thằng chủ ra đi, đưa thằng chủ ra đi. Xong hết chưa, xong hết chưa? Xong hết rồi, xong hết rồi. Ổn chưa? Ổn rồi, đưa thằng chủ ra đi. Nè nè, cái chuyện gì mà ông xong vậy? Hả? Tất cả mọi chuyện các chú làm cái gì vậy? Cái gì vậy? Mày ra cái gì vậy? An toàn rồi, một con kiến cũng không chui qua được. Mày điên hả? Này, không có kiến nào ở trong này đâu. Cái quần này tao ủi mà, nó có nó cũng chết rồi. Này, thế là cái chuyện mà bố mẹ tôi mướn hai anh làm vệ sĩ là có thật đấy à? Dạ có. Ôi dồi, thế thì chết tôi rồi. Tôi đâu có cần vệ sĩ gì, tôi có... Phải cần chứ. Có chuyện gì đâu. Phải cần chứ. Trời ơi, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đúng. Đó. Trèo cao thì té đau. Tào lao. Tôi nghĩ á, ông bà mướn tôi á, đó là... cái trách nhiệm của tụi tôi phải làm là phải bảo vệ anh. Nhưng mà bảo vệ có ai muốn làm gì tôi đâu mà bảo vệ. Có, hồi nãy đó có một con búp bê bị hư đó. Nó chạy, nếu không có tụi tôi thì chết. Chết chắc. Nguy hiểm lắm. Thôi tôi thấy là cái chuyện này nó không, tôi không quen đâu. Làm này thì người ta để ý, nó trông như là dở hơi á. Dạ không sao đâu. Đây là ông bà chỉ có mướn có hai người thôi. Chứ còn bình thường có những ca sĩ khác, người ta mướn tới mười mấy người mà khán giả không ai bu. À, thế thì nói chuyện đến ông bà, thế thì tôi dặn hai chú là đón bố mẹ tôi sang đây để xem cái show 50 năm của tôi. Bây giờ ông bà đâu? Xong hết rồi, yên tâm, thân chủ yên tâm. Giao cho tôi là yên tâm. Bởi vậy à, không thích nhưng mà ông bà ngồi đâu? Chỉ cho tôi coi. Dạ, xong hết rồi. Bây giờ đang ngồi rồi, đang ngồi một cái nơi rất là đẹp. Đang ở Paris rồi. Cái gì? Tại sao lại Paris? Cái show Thúy Nga ở Cali, show Paris by night là ở Cali, mà tại sao lại đi Paris? Tại thiếu cái chữ by night. Ông biểu book show, book vé cho má tôi đi Thiên Nga Paris. À, tôi tưởng nó qua bển coi bà Thiên Nga. Thôi chết tôi rồi. Thôi qua đó mới gặp bà Thúy thôi, chưa có thấy bà Nga. Nói phải nói rõ ràng chứ. Nó bây giờ book vé rồi, qua bên đó rồi. Các chú không hiểu là nếu mà hôm nay ông bà cụ tôi mà không có mặt ở đây thì không có ai giúp tôi giải quyết được cái mớ bòng bong này. Tôi điên đầu. Mớ bòng bong gì? Còn tụi tôi chi? Thân chủ nói gì kỳ vậy? Đây tụi tôi là theo lời ông bà chủ là phải bảo vệ mà. Phục vụ là có phương châm. Đúng. Phục vụ là phải có phương châm. Bảo vệ thân chủ. Lương lãnh đủ. Thôi. Hai chú im đi. Tôi không biết giải quyết cái vụ này thôi. Sao mà chửi quá trời chửi vậy? Trả tháng có 6.000 đô mà chửi gì thú. Làm ở về mà chửi như ở đời vậy. Tôi nói rồi hồi xưa đừng có làm security, đi làm người mẫu chứ không nghe. Ông điên hả? Chân có thước mốc là người mẫu. Từ đầu tới chân á, tính cái chân không còn đỡ. Biết vậy rồi. Mà mình á, tại vì mình nghĩ là mình lực lưỡng cho nên mình mới đi làm ở về. Chứ nếu mình ốm yếu đâu bảo vệ làm gì? Ốm yếu mới dễ lan lỗi ông ơi, sao mắc cười quá. Ông ngộ thiệt. Hơi. Gì? Búp bê hư nó ra lại rồi. Bảo vệ thân chủ. Tìm một con đường, tìm một lối ra. Ngày qua ngày, tìm hoài không ra. Chỉ chỗ cho bả ra đi. Anh Quy đâu? Anh Quy nó Quy, anh Quy của tôi đâu? Sao hồi nãy anh gạt tôi? Tôi trọng kia không thấy anh Quy đâu hết. Anh Quy đâu? Đi mời thêm.
tự trọng sẽ đi thêm. Hả? Đúng rồi, phải giữ tự trọng. Yêu cầu anh khiêng bà ra ngoài, đó là trách nhiệm của mình. Khiêng bà ra ngoài. Khiêng bà này cho gãy lưng hả? Bà như con heo gì mà sao khiêng nổi. Anh Quý đâu? Trời ơi, tôi yêu anh mà. Cái gì? Hả? Yêu anh Quý hả? À, cái gì? Trời ơi, thì ra thân chủ mình ăn ốc đổ vỏ, hốt nhỏ rồi xong giờ bỏ nhỏ này. Bây giờ người ta mới đi tìm á hả? Nó mới đi tìm đó. Chết rồi. Mà ông này cũng hay á, nhỏ gì mà ăn hết được hay thiệt. Cái thẩm mỹ về nghệ thuật thì có. Đúng rồi. Mà thẩm mỹ về mỹ thuật hình như Đức Huy không có. Ghê quá, nó giống như cái phim của con gì Annabelle gì đó. Hả? Ghê quá. Đâu anh Huy đâu? Hả? Anh Huy đâu? Nè nè đi. Hả? Anh Huy đâu? Giạt ra đi, giạt ra, yêu cầu giạt ra đi. Giạt cái gì? Này này. Anh Huy đâu? À đây đây. Anh đây. Huy. Anh Huy. Thôi đó. Thôi. Ơi ơi. Ủa? Ơi. Em là ai? Hả? Em là ai vậy? Kéo ai ra. Vậy? Ai vậy? Làm gì vậy? À, tôi muốn tặng anh Huy. Anh Huy tuổi con heo mà. Tặng anh nè. Đưa đây. Này, lấy con heo này, lấy con heo này. Rồi thôi lấy con heo này đi. Lấy heo này đi. Anh Huy, anh không nhớ em hả? Em là ai? Em nhắc Huy ơi. Này chị bữa ơi. Bữa nay là anh nói là ba má anh tới đây để coi mắt em mà. À. Em có phải là Jennifer trên mạng không? Dạ đúng rồi, Jennifer đây. Trời ơi. Nói thiệt với em, bây giờ nhiều Jennifer quá, đâu biết Jennifer nào. À, mà hai cái Jennifer kia tôi biết là hai Jennifer đẹp không á. Jennifer Phạm với Jennifer Nguyễn là bà Nguyễn Cao Kỳ Duyên mà đẹp á. Có anh có thôi, cũng Jennifer vậy. Con này phơ chứ gì mà phơ. Cẩn thận, thân chủ, cẩn thận. Cái gì? Ủa, mà em nhớ. Đâu? Cẩn thận, nó đè là chết đó. Không. Cái gì vậy? Không, không, để tôi nói, bình tĩnh, cô này không sao đâu. Có hơi khác cái hình mà em gửi cho anh trên mạng thôi. Chắc là có Photoshop gì phải không? Dạ. Nó không có Photoshop đâu, nó chặt đầu con khác nó để vô. Ông đừng có xạo. Không có, hình của em thiệt đó mà. Nhưng mà sao? Sao em ăn mặc kỳ cục vậy? Không, cái style em nó vậy mà. Rồi em lên đây. Rồi em lên đây làm cái gì vậy? Trời ơi. Ngồi nè. Anh quên rồi hả? Anh nói với em là bữa nay ba má tới đây ha, coi mắt em. Có đúng. Em gặp rồi, em sẽ dẫn anh với ba má anh ra Trà Băng rút 1 triệu đô ra cho xài. Trời ơi. Sao nó giàu dữ vậy? Ghê ta. Xấu xấu mà giàu ghê. Kệ mẹ, nhắm mắt làm liều đi. Cái đó của ông Huy mà. Thì bây giờ ông hốt, tôi với ông hốt luôn. À kệ đi. À, ba má có rồi. Ba má sắp tới rồi. Không, nhưng mà cái chuyện đó nó ba má tới đây rồi. Có. Thì tại vậy? Tới đây khoan, lúc khoan. Dạ. Để em tôi giải quyết cho. À, ba má của anh Huy tới rồi. Đâu? À, đang ngồi kéo máy ngoài kia. Ủa? À, đúng rồi. Tội nghiệp bác gái thua 5.000. Thua 5.000 kéo không được. Thua 5.000 bây giờ cái tay hết đánh piano được rồi. Chuyện nhỏ. Thua 5.000 phải không? Đây. Cầm lấy 10.000 qua. Ha. Ra ngoài đưa hai bác, mời hai bác vô nha. Trời ơi. Thôi em, không được. Anh không thể nào để em làm chuyện không này. Không sao mà làm. Không có nhiều đâu. Kỳ lắm. Anh cứ yên tâm đi. Thôi hai người đứng tâm sự đi. Tôi ra tôi mời bác vô. Dạ. Hay quá nha. Trời ơi, sao tụi bay để tao đây? Anh Huy, sao anh hứng hờ với em vậy? Cái ghét quá à. Anh quên nè hả? Anh quên là anh nhắc có những kỷ niệm với em rất là nhiều mà. Em biết không? À, mỗi lần em nghe cái bài hát mà Người Tình Trăm Năm á, em có cảm giác là anh viết cái bài đó riêng tặng cho em á. Bậy bạ nè. Anh biết hồi đó là hồi em chưa đẻ luôn mà. Nhưng mà em có cảm giác vậy mà. Hay là hồi nãy có cái đàn đó anh lấy ra, cái đàn cho em hát chút xíu được không? Giỡn chơi hoài. Chơi gì? Đi vô nè, đi, tôi đợi cho em hát đi mà. Đàn đâu? À, đã quá, nịnh được cái rồi. Là sao? Mày ngồi ha, ngồi ha. Dạ, đứng nè, đứng cho nó sung lên. Lại nè. Vô nhanh, vô luôn nha. Vô, 2, 3. Đến một ngày nào đó,
em sang. Một ngày nào đó em nhớ có một lần, một lần mình nói ta yêu nhau, có luật sư làm chứng. Bầu trời sợ lời của tôi rồi đó bà. Cái gì vậy mới hay chứ, có bằng căng gì, bằng căng đâu bằng luật sư anh. Luật sư nó có giấy tờ đàng hoàng. Một lần đã chọn địa hiến dân với anh, em mãi là người tình chăm nén. Thiếu nhan sắc nhưng mà hát cũng gần được. Đâu anh thấy nhan sắc anh đẹp mà. Nãy em ngồi dưới kia cái ông kia ông chảy nước miếng quá trời. Quay á quay. Ủa ai vậy? Quay hả? Quay á quay. Ai vậy? Quay á. Ủa? Quay á. Thôi cái này đủ rồi. Quay á quay. Đủ rồi, giãn lại cho tao. Quay á. Con ở đâu rồi? Dạ con đây, con đây. Quy đâu bò? À cái biệt anh là mùa đây. Quy đâu? Tới đó cái biệt anh là mùa đây. Hả? À, nhìn Quy. Bà má anh. Ủa sao kỳ vậy? À, anh nói tiếng Bắc, rồi bà anh nói tiếng Trung. Còn má anh nói tiếng gì trong tiếng Thái vậy? Anh cũng không biết làm sao luôn. Má anh nghe kỹ rồi coi nó nói gì vậy? Quy đâu? Tại sao? Tại cháu mày đi ở má gì khờ, mày hát mày bỏ ba má mày ở dưới quê. Ông nói cũng hiểu chứ cả đi. Để tôi thống dịch cho là để đi ở mẹ mẹ đi cá lơ mì đâu rồi. Ủa cái gì vậy? Thằng đi mẹ chục năm rồi, thằng đi ở mẹ đi cá, thằng đi ở mì đâu. Ai qua mẹ hát được không? Tại em đúng rồi, ba má hát dưới quê không ai biết gì trơn. Để tôi thống dịch cho là nói là đi lẩu quán mà cũng biết gì trơn như thế. Là cái gì với anh? Sắp hiểu rồi. Nói gì em không nghe không được. Anh cũng sắp hiểu thôi. Khi nào anh hiểu anh nói em nghe. Dạ. À ta hầu chưa? Hầu chưa bỏ mày để mày ra mày nuôi mày lớn lên rồi mày bỏ mày đi má chục năm rồi mày không về mày bỏ mày má chứ quê mới đúa mày chơi trơn. Hả? Để mà thống dịch cho là tôi con đẻ con ra đây là cho con bù đây. Chứ là đâu cũng ai biết thế chứ con đi mẹ chục năm á chứ con chưa về thế. Quy! Để tôi dịch cho. Nói gì vậy? Thôi nó được rồi. Núa không có hiểu gì hết trơn. Thôi tôi dịch cho nè con. Thôi cho má mày nói là mày cho mày về cho bấu đó. Rồi cho mày cho đủ rồi. Ba má nói gì vậy em nghe không được. Má nói đó là nhìn cái tướng em mà mai mốt đẻ đó. Dạ. Nhiều sữa cho con bú lắm. Bà qua bà nói chuyện đi không hiểu. Ý là bà nói là con á là cháu ni là con á có lấy thân lý đó là coi như là con đẻ nhiều là con có chừa cho con là bù đó. Con nói không có hiểu cái nuốt cái tiếng mà khó nghe để tôi nuốt cho nghe. Tao bà cháu là cái quay đâu chứ quê là cháu là lớn lên hồi xưa thì má cho ông bú nhờ ông bú hạt hà. Dạ là sao? Đó nhìn thì đó vậy thôi. Không hiểu gì cả. Thôi. Thôi mà ta thấy hai đứa bay đẹp đôi rồi. Đám cưới đây. Đám cưới luôn. Dạ khoan. À, con tự giới thiệu. Con là Jennifer. Biết rồi. Không biết. Ngu. À, thấy hai đứa đẹp đôi là bạc cho hai đứa lấy nhau luôn. Lại nhau đi. Đám cưới đi. Ta nói giãn ra, con nói giãn ra. Em nhập vào. Ta được rồi đó, mày hốt nó đi về mày hốt con này thôi, về thôi, mày thôi, ăn thôi, một năm. Thôi. Này mày hốt con này về mày ăn thịt thanh ghi viên với hết thịt. Bác ơi bác. Tôi bắt cổ hai ông bây giờ. Hai bác ơi. Hai ông lột mặt nạ ra giùm đi. Hai bác muốn hỏi tôi gì không? Bác cái gì hai anh xin đi. Rồi con tên là Jennifer gì? Dạ Jennifer. Jennifer. Dạ. Jennifer. Dạ. Ê, mẹ đàn bò con ghế mà có rau ông ơi. Phơ. Dạ. Phơ ơi phơ. Dạ. Rồi ta có nguyên quán ở đâu? Dạ hồi đó con có nguyên cái quán phở giờ con ế qua con sang rồi.
con này sao nó ngu dữ vậy? Tôi hủa nó nguyên quán mà hắn kệ không có quán phở. Hắn có quán phở kệ cho hắn chứ. Ê, ý bà tái hồi là cái quê quán. À, không, quán của con không có quê đâu, sang lắm. À, bị quán sang quá nó sang quán rồi. Quán mày sang kệ mẹ mày chứ. Ý tao hủa mày là cái chỗ mà ba má mày. Cái nơi mà ba má sanh em ra. Ba má mày một đêm không ngủ cả mày đó. Hiểu rồi. Đúng rồi. Dạ. Quê. Dạ, ở bệnh viện Từ Vũ á. Con này nó ngu mà nó ngu kiên nhẫn ghê. Con này lấy về khó đào tạo. Đúng rồi. Tài năng tiềm ẩn nhưng mà rất khó đào tạo. Thôi, lật bài ngửa chơi với nó đi. Rồi. Tôi nói cho cô nghe. Cô á không phải là đàn bà gì hết. Ê, cho chấm lên cho mày. Ủa? Nãy giờ đó anh thấy cái chuyện nó rối quá, tại vì anh muốn trình bày sự thật cho em nghe. Hả? Cái này là hai người sư. Dạ đúng, ai đem là sư cô. Sư cô đó tí. Là bởi vì. Dạ tụi em là... cũng chỉ là sư cô lấy tiền thôi. Ủa sao hai người ta? Sư cô cả một tháng mà lãnh lương có một lần. Cái gì kỳ vậy? Thì đó. Hai người vô làm giả ba má anh Quy là sao? Đây là như thế này, để anh trình bày. Là dạo sau này đó, anh đi hát thì có rất nhiều người hâm mộ. Dạ. Và mỗi người hâm mộ một cách khác nhau. Dễ sợ. Đúng không? Dễ sợ. Và đi nơi nào thì mà mình được người hâm mộ, như vậy là quý rồi. Dễ sợ. Và gặp cái trường hợp như em đó thì anh cũng rất quý. Mà mấy người này lại lên, lại ngăn cản em. Thì thật ra anh nghĩ là em cũng không cần phải cải trang làm gái như thế này. Yes, sir. Yes, sir. Em hiểu không? Thế thì anh nghĩ là em cứ cứ là em. Rồi em nói là em lên, em muốn gặp ai thì em gặp, thì người ta sẽ cho em gặp. Không được. Em muốn gặp mấy lần rồi mà hai cái ông nội này cứ cản hoài, cho nên em mới giả gái gì chứ. Giả gái gì mà thích mẹ luôn à. Thế tại sao mà em không email cho anh để anh biết trước? Hay là em gửi thơ? Em gửi mấy trăm lá thơ email cho anh mà sao anh không trả lời? Anh có nhận được cái gì đâu. Ôi, sao kỳ vậy? Hai đứa kia, mấy cái email tụi bay xóa hết rồi hả? Dạ, xóa hết rồi, thơ nhận được đâu hết rồi. Đó, anh thấy không? Hai ông này kỳ cục ghê. Thế cái chuyện này đâu cần phải rối. Không, mà bây giờ nó nói cho cô. Cái gì? Ai? Bây giờ kêu bằng cái gì? Con, không phải thằng. Con thằng Lăng. Cái gì? Bây giờ tôi nói cho anh cô nghe nè. Anh cô nghe. Cô anh nghe nè. Mệt quá, nói cho bây đi nghe nè. Mệt rồi. Bây giờ ái mộ kiểu nào cũng có hết. Đó, như là anh Đức Huy anh nói rồi. Nhưng mà ái mộ á là nó có nhiều cách ái mộ. Mình thương người ta, nghệ sĩ rất cần cái tình thương của khán giả. Nhưng mình bày tỏ cái tình cảm của mình như thế nào, đừng làm cho nghệ sĩ người ta sợ. Nói nè, làm dây là đã thấy sợ rồi, chứ đừng nói gì mà tới nói chuyện. Bận đồ dây là tôi đã thấy sợ rồi. Sợ cái gì? Tại bắt buộc lắm em mới làm vậy thôi chứ bộ. Thật ra là em biết anh Huy á, mới đầu anh hát xong á, là anh người này rất là cô nơn. Em chỉ muốn gặp thần tượng của em, kết nghĩa là mạnh em thôi. Nhưng mà mấy anh khó quá, mới lần lợi gần anh cứ đuổi đi hoài. Ủa thì tôi ăn cơm chúa phải múa tối ngày, lãnh lương sơ cu phải lo cho đầy đủ chứ. Thôi. Sơ cu đi tem mà. Em biết rồi. Thôi về mốt em không có giả gái nữa. Tôi thích gì đúng rồi, mai mốt anh cứ để bình thường con người của anh. Tụi tôi sẽ lo cho anh hết mọi cái. Mà anh nói trước nha, anh em không phải là BD đâu đó. Anh là em là đàn ông đàng hoàng á. Không phải giỡn đâu à. Thôi bây giờ hiểu nhau hết chưa? Còn thắc mắc gì nữa không? Dạ không. À, nói chung là mai mốt cứ muốn gặp anh Đức Huy là gặp tụi tôi. Đây. Mà báo cho biết là tháng sau là ba má anh đuổi rồi. Ủa gì kỳ vậy? Đuổi tụi tôi rồi. Ủa, nên liên hệ người khác. Muốn về làm sờ cô mà sờ cô không tốt, đuổi. Ủa gì kỳ vậy anh Huy? Đây. Thôi hai người này dễ thương mà. Má, cái tiền hồi nãy trả lại cho anh á. Dạ. Tại vì thật sự tụi tôi muốn làm vậy cho anh ấy thôi, chứ ba má con Quy bây giờ không có đi coi được. Nhưng mà còn có 9.800 thôi nha. Sao vậy? 200 mà hai đứa chơi roulette rồi. Trời ơi.
Không sao, em tặng luôn. Thôi giàu mà. Thôi vậy được, thông cảm giùm tôi nha. Tại nghề của tụi tôi mà. À, anh cũng thông cảm cho em anh. À, tại cái nghề của tụi em vậy. Vâng, dầu sao cũng phải cảm ơn em. À, em rất nhiệt tình. Và bây giờ thì mọi chuyện mình còn thắc mắc gì nữa không? Dạ không, bây giờ em vui bây lắm. Bây giờ con tim đã vui trở lại chưa? Dạ. Con tim đã vui trở lại. Trời ơi, vui lắm anh ơi. Vui trở lại chưa? Vui quá thì vui quá rồi. Con tim nó lòi ra ngoài luôn. Thôi rồi, con tim vui lại rồi. Chưa. Ôi, mình làm gì nè? Vui hát đi. Dạ, con tim đã vui trở lại. Và tình yêu đã dâng về người. Còn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Không nhận mình thông minh, không giấu là đói rồi. Có thùng mì gói thì cú đói cũng đỡ. Ủa, trống trơn vậy? Trời ơi, không còn được một cọng. Thằng này nó đảng hậu thiệt mà, dám chơi trên cha của nó. Thiệt là không có ngờ có một ngày mình thê lương như bữa nay. Tôi nước đường cùng như vậy mà mày còn nói không thê lương là sao? Chưa có tới đường cùng đâu, sắp sửa tới luôn rồi. Ba suy nghĩ đi, hồi nãy con hả đi ra ngoài đường á, con gặp ông Sáu Râu. Ông chỉ cho mặt con, ông nói ba mày giật hụi tao một năm nay không trả rồi. Bây giờ mày về mày thông báo với ba mày, tao sẽ qua tao đốt nhà ba mày. Trời ơi, tụi mày trả lời sao? Con mới nói bây giờ chú muốn đốt cứ tự nhiên qua đốt, khỏi cần thông báo. Sao mày nói chuyện vậy? Bây giờ con thấy cái nhà này không phải là nhà của mình. Ngày xưa nó là nhà của mình và bây giờ ba tiễn nó đi bằng số đề rồi. Bây giờ người khác làm chủ rồi. Bây giờ là quyết định là cho người ta, cho mình mướn. Bây giờ muốn đốt là đốt nhà người ta, không phải đốt nhà mình. Vô tư. Mày nói tao mới nhớ. Đúng là ông trời ông có mắt mà. Trời ơi, tôi ăn ở nhân đức như vậy nè mà bắt tôi nghèo hoài à. Người ta nhà nghèo rớt mùng tơi, còn nhà của tôi á không có cái mùng tơi mà rớt nữa. Khi tôi sinh ra mang được hai tiếng cười. Bà nín đi, ba không có quyền hát bài này. Bởi vì ba sinh ra không phải là con nhà nghèo, ba sinh ra là con nhà giàu. Ngày xưa ông nội để biết bao nhiêu tiền của lại vì số đề cờ bạc mà đi hết ra ngoài đường rồi, con mới có quyền hát bài này. Con sinh ra là con nhà nghèo luôn, trắng tay luôn. Ê, không có hổn nha mày. Nhà này phải có trên có dưới à. Tao đẻ mà ra mà không được quyền la tao mà mày. Con không có dám la ba. Sách có câu á, tại gia tòng phụ. Ngày nào mà còn ở với tao á, tao làm cái gì mà phải làm theo cái đó. Hay quá, cái câu này hay quá. Con mà làm theo ba, bữa nay đôi dép này ra đường luôn rồi. Ba nghĩ sao vậy? Đây là con nói thiệt với ba, vì cái cảnh này mà con phải chịu nhục nhã với người ta. Mày nhục cái gì? Con đi qua nhà cô Tám con mượn gạo. Con năn nỉ cô Tám cho con mượn một lon gạo, con nấu cháo đi, coi như là cô cứu một mạng người bằng xây bảy nóc phù đồ. Cô làm ơn cô cứu khổ cứu nạn một lon thôi. Ba chỉ trong mặt con, ba mày thiếu tao 20 kg chưa trả rồi. Xong con mới nói 20 kg cô cho mượn được, không lẽ một lon cô đành nợn không cho sao? Bà nhất định không cho ai. Xong rồi bằng cùng xin đạo tặc ba. Sao? Con phải lừa bà. Mày lừa sao? Con nói cô Tám ơi, cháu bà bị đụng xe, bà vừa chạy ra đường con hốt hai trái bầu con chạy. Có khách tới rồi, nhà không có ăn mà còn mời khách. Ờ không có. Tao nghe kỹ rồi. Tiếng thằng Sáu Quýt. Sáu Quýt là ai? Xã hội đen. Trời ơi, đàn em có chửi nợ tao. Tao nói mày nghe, bây giờ tao vô bếp trốn nghe không? Nói vô mày đừng nói tao có nhà cái chưa. Ê còn nhà không? Còn con sao? Kệ mày. Ba. Quan tài có nhà không? Quan tài có trong không?
Ba mày đâu? Ở đây không phải chạy hồn, không có quan tài. Tao hỏi ba mày đâu? Ba con đâu? Ba mày đâu? Trốn rồi. Trốn đâu? Trốn trốn đâu? Trốn đâu? Dưới bếp chứ đâu, ở đây đâu có chỗ trốn. Lôi nó lên mày. Dạ. Đừng lôi, gia đình này không có hành động lôi kéo để mời đi. Mời ba ra có khách. Ba khỏe mày, thằng Bất Thiếu. Đứng thẳng lên cho anh hùng. Anh Quýt. Mày tính trốn nào mày? Dạ đâu phải trốn. Dạ. Làm gì vậy? Dạ. Quang gặp Quýt quýu quá. Anh Quýt ơi, thông cảm cho em đi. Trời ơi, trong nhà bây giờ có con gà mái tơ nuôi cộm nổi mới lụt chấm muối tiêu rồi. Cho tôi khóc món nợ vài ngày đi anh. Xít đồ nữa mày. Chú, còn lại chú. Nhà còn có cái tivi. Chú để cho ba con coi phim Hàn Quốc đi. Ông ái mộ cái thằng tài tử chơi song vong mà ông giữ cái tivi lại. Chú làm ơn để lại cho ông bàn đề cũng được. Dạ mày. Quang. Dạ. Mày thiếu nợ đại ca ta bao nhiêu cây vàng mày nhớ mày? Dạ nhớ, lúc mượn 10 cây, tiền lời cắt cổ là... Hả? Dạ không, tiền lời nhẹ nhàng, vốn lẫn lời là 22 cây à. Rồi mày tính chừng nào mày trả? Dạ, chắc tới đời con em trả mới nổi quá. Ba, cái chuyện mà cứu ba thì con sẽ cứu. Nhưng chuyện gì ra chuyện đó. Bây giờ đó, đời của ba ăn mặn thì ba đừng có bắt đời con khát nước. Rồi bắt đời cháu ba phải đi tiểu tội nghiệp đó. Con lại chú, con chỉ cho chú một cái chiêu. Chú bằng bất cứ thủ đoạn nào mà chú có thể lấy được số nợ này thì con mời chú lấy. Chứ nếu chú bước ra khỏi nhà này, con nói thiệt chú, con xuống tóc con đi tu là khỏi có ai trả nợ cho chú. Dạ mày. Ở đây ca. Dạ sao Quyết đây? Sao? Thằng chủ tiệm vàng Kim Tâm nó giật đại ca luôn 15 cây nó không trả hả? Bây giờ đại ca muốn sao? Chặt tay nó hả? Chặt tay nào? Nó thuận tay trái hay tay phải? Tay trái phải không? Chuyện nhỏ. Được, em đi liền. Ê. Dạ. Bây giờ tao đi nó xử chủ tiệm vàng Kim Tâm. Dạ. Sau rồi đó tao quay trở lại nó xử mày, ok? Đi mày. Cái tiêu quay. Trời ơi. Bàn tay nằm ngon ba vẫn kêu xa. Ba ơi, tiệm vàng Kim Tân có 15 cây thôi mà nó quất hết một màn. Ba tới 22 cây chắc nó quất luôn một cặp luôn rồi. Bây giờ sao con? Bây giờ ba trốn đi, nhưng mà ba đừng có trốn dưới bếp, con bức xúc con cũng chảy ra. Sao không đâu? Bây giờ ba qua nhà bà chính ba trốn đi. Bà chính là con thiếu nợ luôn. Trời ơi, vậy nguyên cái xóm này ba thiếu nợ hết rồi, chỗ đâu ba dung thân đây? Đau đầu quá. Giờ... Mà cũng tại ba không? Tại tao sao? Ông nghĩ sao vậy? Ông nghĩ sao mà ông đặt tên con tên Tài vậy trời? Ba tên Quang chưa đủ, sao ba còn đặt tên Tài? Sớm mà kêu một lần hai cha con một lượt kêu quan tài là thấy tiêu diêu. Nghe hai cái chữ đó là thấy tiêu diêu miền cực nhau không? Không phải đâu. Ông nội mày hồi xưa đó đặt tao tên Quan là vì muốn tao làm quan. Tới khi tao đẻ mày ra đó, tao thấy muốn mày có tiền cho nên tao mới đặt tên mày là Tài. Quan tài đây là phối hợp giữa chức tước giữa tiền tài, mày hiểu không? Bà có thấy chức tước tiền tài không? Bây giờ chỉ thấy quan tài là cái hòm đựng xác chết thôi. Ba chưa có nghe cái câu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Anh quen ơi, anh có nhà không? Tôi chết rồi. Gái tới thăm. Gái nào? Anh mẹ tư chủ nhà. Anh có nhà. Tới đầu nợ, tao trốn nữa. Trời ơi, buổi sáng này nguyên cái liên khúc này. Cô Tư là cô Tư tới chơi, cô Tư. Tới chơi cái gì? Ba mày đâu? Ba con đi đánh số đề rồi phải không? Tao nói thiệt nha, tao nhìn cái mặt mày là tao bực rồi. Cha con của mày thiếu tao 8 tháng tiền nhà. Bữa nay mà không trả là tao dọn hết đồ ra ngoài đường. Ủa mà còn gì nữa đâu, dọn thằng nào lanh tay dọn nước hết trơn rồi. Hồi sáng có tóp vô nó khiêng đi rồi. Đó thấy chưa, bởi vì tao nói ba mày tệ, hết sức tệ.
không lo làm ăn, lo đánh số đề, cho nên má mày bỏ đi là đúng rồi. Hên cho tao nghe, ngày xưa nhẹ dạ mà ân ba mày, trời bây giờ cũng tàn một đời qua. Xí. Hả? Chị Tư, đáng lẽ tôi lúp luôn ở tổng rồi. Nghe con này tự ái mới ra nè. Chị nói vậy con tôi hiểu lầm tôi làm sao? Sao? Tôi long trọng cải chánh. Hồi đó đó là tôi không chịu chị, chứ không phải là chị không ưng tôi. À, bây giờ anh hối hận anh tiếc phải không? Tôi biết là trong lòng anh hối hận lắm, nhưng mà muộn rồi nha anh. Giáng xưa bây giờ đã đóng thuyền rồi. Bởi vì ngày xưa anh cho tôi nghèo chứ gì. Không không có, cái này con cải chính bị ba con tâm sự à. Bạn bè dúng bạn bè lắm. Sao tâm sự? Ông tâm sự là ngày xưa ông chê cô xấu chứ không phải chê cô nghèo. Nói cái gì mà nhân tạc nước sôi trong mặt người ta vậy? Thôi được rồi, chơi xấu trả tiền đây, trả tiền ngay. Không có, đừng nghe nó. Thì Tư à, thiếu có 8 tháng mà tiền nhà mà chị làm gì lá lối om sòm vậy, ai dám thiếu chị tháng nữa. Trời, mà tôi nói chị nghe tình xưa nghĩa cũ mà, thôi thông cảm giùm chút đi. Thông cảm cái gì, tôi nói thiệt với anh nha, là tôi không bằng lòng cái chuyện mà hư hỏng của anh. Tại sao anh không lo làm ăn bệnh, lo bài bạc số đề là sao? Tôi đã nói anh bao nhiêu lần rồi, đừng có dính vô chuyện đó. Ngoài có con nào chỉ tôi đánh hôm nay thua quá anh Quang. Trời đất, tôi còn xui hơn chị nè, đánh con tôm sổ ra con cá kìa. Tôi mới bực bội nè, tôi nói tuần vừa rồi nha, tôi nằm mơ tôi thấy nguyên con dê vô nhà tôi đánh bao nhiêu tiền vô con số 35. Trời, tôi nói tức chết được, chiều nó ra con 53 anh. Ủa chứ kỳ vậy? Nhưng mà khi mà thua rồi nghe, tự nhiên tôi sáng suốt anh, tôi nghiệm lại, tôi nhớ lại nghe, là cái lúc mà con dê nó vô nhà tôi, nó đi thụt lùi là nó quất cái đít vô trong mặt tôi á. Ôi trời ơi, đúng không? Là đáng lẽ phải đánh 53 là đúng rồi. Ừ, thắng cho nặng tôi không biết nữa. Rồi bởi vậy tài tài của Tư nói con nghe nghe, là coi như là bây giờ con nằm chim bao mộng mị, con thấy gì đó con nói Tư nghe, cái Tư đánh cái trúng Tư thưởng ha. Con nói thiệt với cô, bây giờ con nằm chim bao con chỉ mơ có một chén cháo thôi mà không có luôn à. Bây giờ con hỏi cô Tư nè, bây giờ cô Tư qua đây làm cái gì? Cô Tư qua đây bằng đề hay là cô Tư qua đây đòi nợ? Nếu cô Tư qua đây bằng đề, mời cô Tư ngồi chơi bàn với ba con. Còn nếu cô Tư qua đây đòi nợ, mời cô Tư về kiếp sau gặp lại. Thằng tài để nhắc tôi mới nhớ nha, cái chuyện tiền. À mà thôi, cái chuyện tiền thuê nhà đó để từ từ tôi nói. Tôi qua đây đó nghe là có chút quà biếu cho cha con anh. Hay quá, có quà gì vậy cô Tư? Xôi gà con ơi, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Con lại cô Tư. Ủa gì vậy? Vậy con? Sao vậy con? Cái cú này con biết rồi, tử tội trước khi đưa ra hành quyết. Nó hay cho ăn bữa ăn an ủi lắm ba ơi. Thôi mà sao mà nghĩ ác cho tôi hoài không biết nữa. Cha con của anh nó đa nghi quá đi. Trời ơi, thì còn có ngày mưa ngày nắng mà người cũng có lúc hiền lúc dữ. Bực quá à. Chị Tư hả? Cả tháng này á, ngày nào chị cũng chửi cha con tôi ở trên á, bữa nay tự nhiên đem xôi gà qua mời ăn. Bộ chị tính gài tôi hay sao? Gài cái cụ lôi. Anh nghèo kiết xác rồi tôi gài làm gì? Anh nhìn lại anh đi. Sao? Trên răng dưới có đôi dép không à? Tôi gài anh nặng tôi hết cái quần xà lõn anh hay chi đó. Tôi nói như vậy nè, tao nói bữa nay tôi đem tin vui đến cho cha con anh, nhưng mà tại vì tôi sợ giống như là tôi nói ra cái cha con anh vui quá đi, rồi cái đói xỉu quá nghe không nổi nên tôi đem xôi gà quá thôi. Tin gì? Chuyện gì nói nghe coi. Tao nói chuyện đó là vậy nghe. Là tôi có một con nhỏ bạn Việt Kiều. Hay nói đúng hơn là bạn của em gái tôi bên California. Nó mới về chơi ở nhà tôi đi 2 ngày rồi. Mà không phải về chơi không. Mà nó có chuyện quan trọng nó nhờ tôi, bởi vậy tôi mới qua tôi nhờ anh. Gì? Nhờ chị mắc mớ tôi mà nói tôi? Có sao không có, mắc mớ tôi đem xôi gà qua cho anh ăn khơi khơi vậy. Anh biết tính tôi quá mà, đời nào tôi bố thí cho ai, ăn mài ngồi trước cửa nhà tôi còn tạt nước tôi đuổi đi, nó mắc mớ cho anh ăn vậy. Ơi, đừng có ăn, ăn vô coi chừng dính hạn liền á. Nè, nói anh nghe. Gì? Tôi nghe nói anh tuổi ngọ phải không? Đúng rồi, tôi tuổi ngọ, con tôi tuổi ngọ. Cha con tôi đều là ngựa hết á. Chị cũng vậy. Ủa sao anh biết hay vậy? Nhìn biết à. Nói nghe nè, ông bạn tôi đó anh, vậy là đúng số rồi nghe, bạn tôi nó tâm sự ngàn tội nghiệp nó anh. Tôi nói tình duyên nó long đong lận đận, tại vì gái tuổi dần mà. Tôi nói qua bên Mỹ nghe, có 3 đời chồng mà thằng nào cũng tháng xe cái rụp chết, một tháng xe tháng cái rụp chết. Vậy đó hả? 3 tháng 3 thằng. Bởi vậy nó đi coi thầy anh, cái thầy coi tử vi nói nó là tại cung phu nó là có sao thiên mã. Bây giờ mà muốn hôn nhân bền vững ha, phải trở về lại quê hương á, là Việt Nam á. Xong rồi cái có người gốc gác cưới bảo lãnh đem qua bển. Mà phải là người tuổi ngọ nghe, để mà xứng lại cái cung gì tam hợp gì mà dần ngọ tuất đó.
Thôi không được đâu. Ủa? Từ ngày mà vợ tôi bỏ đi theo kép cải lương tới giờ á, tôi sống độc thân để tôn thờ cái mối tình đầu của tôi. Bây giờ quen rồi, tôi không muốn bước đi bước nữa. Anh bước đi đâu? Anh lết còn nổi không? Bà mẹ anh già có phu đấy, ai thèm đấy anh. Cái đó tôi qua là tôi hỏi thằng Tài con trai anh cho con bạn của tôi. Sao vậy con? Gì vậy? Thôi tao hết hồn rồi nè. Cái gì? Sao vậy con? Con lại ba. Sao? Từ nhỏ tới lớn con chưa biết đàn bà là gì ba. Con nghe cô Tư nói con ngồi hết muốn nổi luôn. Nhưng mà con nghe người ta hay hát: ôi đàn bà là những niềm đau, là làm tim đổ máu. Mà ba cứ suy nghĩ người con đâu có máu nữa đâu mà đổ. Xanh lè, xanh lét rồi ba ơi. Con không muốn đâu, con không muốn đâu. Con không muốn lấy... Con muốn ly vợ phải không? À. Muốn xa ba giờ phải không? Con không muốn xa ba đâu. Giờ chảnh gì vậy? Ý là anh nói là anh con nhà rồi coi như là đàng hoàng chứ gì. Tôi nói thiệt cái chuyện nha, gia đình tôi giàu gì cũng là một gia đình vô học. Hả? Một gia đình có truyền thống văn học. Đúng. Ừ. Chị nhìn kỹ coi, thằng Tài con tôi á là lá ngọc cành vàng. Trời. Là xương xa học lũ. Không có thể nhấp gã cho một người đàn bà ba đời chồng được chị. Đúng. Trời ơi, xương xa học lũ, chảnh quá ha, giàu ha. Nè nè, nói cái sách cái chứng nè, để coi. Gì? Để coi, nè. Nợ xã hội đen 6 quách 22 cây vàng nè. Nó gì nữa, bà mẹ nó không có mắt kiến, không thấy gì hết trơn hả? Đưa con đọc tao đó. Tao thuộc rồi mày, tao thuộc này. Coi như là nó coi, rồi nợ 6 rau với 1 tháng, coi 1 năm là tiền hụi luôn. Xong rồi bà con lối xóm xa gần mỗi người sơ sơ vài triệu. Mà chưa kể 8 tháng tiền nhà của tôi nữa. Ủa bữa hôm đó con đưa cho cô là 20 tô cháo lòng xong cô chưa. Ủa, ghi. Ủa hả con? Để cô ghi, để cô ghi. Mày cung cấp tài liệu đó mày. Rồi giờ làm sao? Anh Quang, tôi tính sơ sơ thôi nghe, anh ôm số nợ chừng 300 triệu. Anh tính cách nào giải quyết đi anh Quang? Nói thiệt chị Tư, thiệt ra tôi đâu có biết cách nào giải quyết cái món nợ đó đâu. Hồi nãy tôi còn có ý nghĩ tính trốn ở Campuchia á. Chị bỏ quán bị ôm. Ai ôm anh? Chị ôm. Vô gì? Không. Bắt đầu nó vô nó hút anh, có dòi nó vô nó quấn anh á. Nói nghe nè, giờ có cách rồi. Cách gì? Giờ nghe lời tôi đi, gả thằng Tài con trai của anh cho con bạn của tôi rồi nó trả tiền nợ cho anh. Ồ, trả tiền nợ tôi? Trả tiền nợ là chuyện nhỏ, chuyện quan trọng là nó bảo lãnh thằng Tài qua bên đó rồi mỗi tháng nó gửi tiền cho anh đánh số đề dài dài, tha hồ ảnh hưởng phước, được chưa? Suy nghĩ đi. Trả hết nợ, còn cho tiền đánh số đề. Tài. Dạ. Chuẩn bị lên xe bông con. Trời. Ba đỡ lòng nào ba bắt con nằm trong vòng tay kẻ lạ. Trước lạ sao quen mày. Ba ơi, ba con nghe cái câu: ai đem con sao sang sông để cho rồi xảo sổ lòng bay luôn. Nào ba nghĩ sao vậy? Ba gả con qua Mỹ là ngàn thu vinh biệt rồi. Gặp chỉ con, gửi tiền thì được rồi. Anh Quang, vậy là sáng suốt nghe, quyết định vậy nghe. Alo. Mén hả? Má nè, má đang ở bên nhà bác Quang á. Nè nghe, con nói cô đó chuẩn bị ha, sửa soạn đi qua gặp má bên nhà bác Quang. Nói với cô á là má lo công chuyện của cô xong rồi đó, kiếm chồng cho cổ đó. Trỏ bẫy nè, cổ lấy thằng Tài chứ bác Quang già sắp chết ai thèm lấy. Nói cô chuẩn bị qua liền nghe, để lâu thằng Tài nó để ý. Okay. Đâu có ai chịu đâu mà đổi ý. Cha mẹ đặt đâu con làm đó. Ba, con không muốn đi Mỹ, con muốn ở lại quê hương, bởi vì quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hai mươi. Khỏi trèo, mày trèo mà té thấy mẹ mày á. Bên Mỹ thiếu gì khế, chua ngọt cũng có mày. Thôi, bây giờ về đi, không còn thì giờ nữa, cha con đừng nói dần lân nữa. Con bạn, không, nói cho gần gũi hơn là con dâu của anh nó sắp qua đây, nó ra mắt anh rồi. Nhưng mà vậy đi, trời ơi, anh Quang ơi. Sao? Làm ơn anh kiếm bộ đồ nào thay cho ra con người chút coi, không ra con người. Trời ơi. Tôi nói anh nghe, tại vì tôi lỡ tôi giới thiệu với con bạn tôi, anh là dân chơi thứ thiệt rồi, mà nhìn anh tôi thấy đuối quá. Cũng giống dân chơi cầu ba cẳng đó mà rụng mẻ hai cẳng, còn có cẳng một rồi. Kiếm bộ đồ nào khác thay đi anh Quang. Được rồi. Không còn bộ đồ nữa chứ hả? Đồ không đem ra
ngoài tiệm cầm đồ hết rồi. Mày im nha mày. Tôi có cách. Đó lẹ lên. Tài ơi tài, trò con làm gì vậy? Tôi nói con nghe nghe, cổ tôi thương con quá à đây nè. Con là hên lắm nha, nhờ tuổi ngựa con mới được đi Mỹ đó nha. Bộ đi qua Mỹ là hên hả? Con biết là con tuổi ngựa, nhưng mà từ nay trên lưng con ngựa này sẽ có một vết thù. Người ta gọi nó là vết thù trên lưng con ngựa quang. Trời ơi con, hay là con đi Mỹ mà không thích ha? Con không có thích đi Mỹ đâu, con nói thiệt với con. Nhưng mà vì chữ hiếu con phải lấy vợ phương xa để trả nợ cho ba con. Thì đó, như vậy thì ta mới gọi là trả nợ tình xa. Nhưng mà con tức. Sao con? Con hỏi cô là ngày xưa Thúy Kiều cũng bán mình chuộc cha mà sao bà bán có giá quá. Đúng rồi con. Nó bán tới 1000 cây vàng trong khi đó con có mấy chục cây. Mà cô nhìn đi, nhan sắc của con đâu có thua gì Thúy Kiều. Nghĩ kỹ đi Thúy Kiều, người ta là mỹ nhân, người ta người đẹp, người ta bán ngàn lượng vàng là đúng rồi. Ông là đực rượu mà ông xấu nữa. Tôi đánh giá ông gì là đúng rồi. Ông hỏi mấy tiệm phở về mua ông được 5 phân vàng không? Tôi mệt ông quá nha. Anh Quang, anh làm nhiệm trọng lâu quá vậy. Anh đừng có nói với tôi. Chưa bao giờ tôi thấy một người nào mà đẹp như vậy. Anh đẹp quá anh Quang ơi, y như là cháu Nhuận Phát lúc về già. Ôi trời ơi, ngoài điều gì mà nó nóng bỏ mẹ thế này, Việt Nam gì mà nó nóng thế nhỉ? Ôi rồi bao nhiêu mớ tích tụ từ bên Mỹ chảy cả ra này. Chị ơi, có việc gì mà chị bảo cháu đến rước em sớm thế? Em chưa kịp đánh răng rửa mặt, chưa kịp son phấn gì hết mà cháu bảo dựng đầu dậy đi qua đây gặp. Sao? Chị gấp có việc gì? Cô nói mặt cô chưa son phấn em. Tôi nghĩ là ít nhất 3 hộp trên đó rồi. Cái này là không có rửa được, chỉ có lấy cái chày và đặt cái cành trong giữa gỡ hai bên hai miếng thôi. Giờ đứng đây nghe. Anh Quang ơi, tôi giới thiệu cho anh nha. Đây là con dâu Việt Kiều ở bên Mỹ mới về. Qua chào bố chồng, qua chào bố chồng. Chồng hả? Nhanh. Chồng hả? Sao không nói trước gì hết vậy? Bố chồng. Dạ. Con chào anh bố chồng ạ. À. Ừ. Rồi tại bố, con nhìn thấy bố trẻ quá, con tưởng cái thằng nào. Dạ, con có quà chứ, con có quà phương xa biếu bố. Dạ, con biếu bố cây thuốc lá 3 số 5, bố hút cho bổ phổi ạ. Ừ, cảm ơn. Dâu đó. Dạ. Việt Kiều đó. Dạ. Tuổi dần phải không? Dạ. Dì dồn giống cọp quá. Tài, ra mắt vợ con. Tài, ba lỡ lòng là ba bắt con nạp mạng vô con cọp lẹ. Ba, con mà lấy con này là không bao giờ con gặp được mặt ba luôn á. Ôi trời ơi, anh ơi là anh khéo lo. Cái gì vậy? Ngựa đây đó hả? Nó quánh đến con à? Ôi, con đừng làm nó sợ con. Ôi dồi ôi, ra đây em bảo nè, ngựa này sao mà nó giống ngựa cò quá nhỉ? Nó chê rồi. Không sao, ngựa cò hay là ngựa cỏ hay ngựa rơm gì thì em cũng đưa chàng về dinh tuốt tuần tuột. Lại đây với em nào. Ê, nói thiệt chị Tư ơi, tôi nhìn hai đứa đẹp đôi quá trời quá đất à. Dạ. Thiệt á, tôi nói thiệt, hồi đó giờ mỗi đêm tôi đều đốt nhang cầu nguyện mong sao có một được đứa con dâu người Bắc để tôi được ăn rau muống chấm tương. Bữa nay được rồi. Dám đâu, 3 tháng nay không ăn được miếng gạo, ăn rau muống không mà sao. Ờ chạy đi tài qua từ nói nghe nào, qua từ nói nghe. Anh Quang, anh Quang nhìn đi anh Quang,
Từ hồi nhỏ tôi lớn giờ chưa bao giờ tôi thấy một đôi tình nhân nào mà nó đẹp mà nó xứng đôi vậy nghe. Là... anh coi đi, đây là số 1 nè, đây số 0 nè, là tôi nói số 10 này là 10 năm tình cũ đó. À, bây giờ vậy nghe, à, nên... bởi vì ta nói ở đời nghe có bốn cái ngu là mai nè, lãnh nợ, gắt cu cầm trầu. Mà chị làm mai đó là chị ngu nhất đó. Mà bởi vì gì cái tật thương người, em ơi thương người mà đánh chết cũng không bỏ được nữa. Bây giờ vậy ha, phận sự của chị đến đây là hết. Ngựa đó chị kiếm cho em rồi. Dạ. Kể kiểu nào thì tùy ý em. It's up to you. Chị nói gì nghe, để dạ. cho hai trẻ nó tâm sự. Cảm ơn chị. Anh Quang cho tôi nói nghe. Gì? Có tiền rồi đó nghe. Nhớ thanh toán 8 tháng tiền nhà cho tôi nghe. Sầu đó hả là voi ngựa cho sắp hết à. Con Dâu, ở bên Mỹ con làm gì vậy con? Dạ thưa bố, ở bên Mỹ con làm chủ công ty Bob ạ. Massage đó hả? À không, bố hiểu nhầm rồi. Bob là cái ví đấy. Cái ví là cái này nè, đấy. À. Bố biết không, à, hãng của con sản xuất, bố thấy chữ LV không? Thấy. Tiếng Mỹ gọi là LV. À. Mà bố biết không, viết tắt là tên con Lê Vân đấy bố ạ. À. Vậy là con giàu chắc bán được lắm hả con? Bán khắp thế giới. Bố biết không, để con cho bố mấy cái nha. À, được. Gì? Chào. Gì con? Gì mày? Thiệt tình là ba bán đứng con phải không? Bán đứng bán nằm thì tao phải bán hết. Trời, tôi chết rồi. Con nói cho bà nghe nè, bây giờ không thể nào như vậy được đâu. Tại sao? Con mà lấy bà này là không qua khỏi cái mùa trung thu này luôn. Tại sao? Bà nghĩ đi. Dạ thưa bố, con xin phép bố dẫn chồng con đi sắm đồ cưới. À. Mua nhẫn cưới. Dạ, kể từ đêm nay, con xin phép bố cho chồng con vào ở trong khách sạn luôn với con để con còn huấn luyện. Nó nghe huấn luyện thì nó xỉu liền nè. Dạ. Tối nay vô khách sạn á, luyện thôi đừng có quấn nha con. Dạ, bố cứ yên lòng. Ừ. Mỗi ngày á, con sẽ cho anh ấy nhai mấy củ sâm cao ly. Gì? Tướng của bà đó con ăn cầu 20kg sâm còn ham còn không nổi á. Bà nghĩ sao vậy? Ba thằng chồng trước của bà quy tiên bập trong vòng 3 tháng thôi. Con chắc chắn là thằng thứ tư là. Trời ơi, ba thằng trước là nó bị đụng xe chết. Còn tối nay nó đụng mày. Mày thấy người đụng người chết bao giờ chưa? Khoan, gì? Vậy bây giờ con, nếu mà ba quyết định cho con lấy bà này, con chỉ yêu cầu ba một điều duy nhất thôi. Yêu cầu đi. Khi nào con quy tiên, ba hãy ghi trên mộ phần con một câu cho hồn con thanh thản nơi chính xối. Câu gì? Ghi là Nguyễn Văn Tài đã anh dũng hy sinh vì chữ hiếu. À, đây. Cái vợ mà làm dữ. Thả nào chỉ còn da với xương. Ba, cái gì? Bây giờ nếu ba quyết định như vậy á, ba cho con đi từ giả hàng xóm láng giềng bà con. Bởi chuyến này con đi, con biết rằng lành ít dữ nhiều. Nói nhiều quá, đi đi. Con đi nha. Nhớ là mày không có trốn à. Anh nghe ra đi cho... Thấy bà tôi xỉu tôi không đi luôn á. Đi nhanh nha. Chồng Việt Nam gì mà chả biểu hiện tình cảm. Thằng này thiệt tình. Quá đâu quán có nhau. Thằng nào đó bay. Quan Tài đây. Quan Tài bây giờ không còn là Quan Tài hồi sáng nữa đâu. Hey, có tiền mày trả cho đại ca tao chưa mày mà ăn mặc ngon lành mày. Ê, mày là thằng nào thế mà dám vào đây bố láo bố lếu thế, coi trời bằng vung thế kia. Ừ. Chắc cũng đồng nghiệp đấy mà đi đòi nợ đó. Đòi nợ cái mạ bố mày. Mày nghĩ gì mà mày bảo tao vừa đi cái là đòi nợ? Trời, cái mặt tao nhân từ phúc hậu như thế này mà mày bảo tao là chủ nợ hả? Cái thằng đầu trâu mặt ngựa, mũi lợn mồm cá sấu. Đây, đây là đệ nhất dân chơi hôm nay đó. Hố bom mà còn lấp được hố gì hố nay. Này, còn cái ngữ của mày ấy, mẹ vừa lùn mà vừa bụng bự xấu. Này, này bà mà tát một phát
ra thì mẹ và dòng họ ra nhặt răng không kịp nha con. Mày muốn đại ca sao quýt nè. Bởi còn chết chứ thưa gì quýt. Tao cũng xin hân hạnh giới thiệu với mày. Tao Việt Kiều Mỹ. Tên Việt Nam là Lê Vân. Tên Mỹ là Louis Vuitton. Không. Này, chúng mày có thấy cái này cái gì không? Móng tay. Tiếng Mỹ gọi là leo. Với cái leo này á mẹ, vỏ dừa khô mà còn bóc được chứ mà huống gì vỏ quýt. Này, quýt á thì bà chỉ phập một phát thôi là lòi đến tận hột nha các con nha. Bà là cái thái gì ở trong cái nhà này mà bà dám xí vô chuyện của tôi? Bà là phu nhân của Nguyễn Văn Tài, con dâu của Nguyễn Văn Quan. Không. Kể từ giờ phút này thằng nào mà đụng vào quan tài là bà sẽ cho vào nằm trong quan tài ngay lập tức. Nhưng mà bố bà thiếu tiền tôi mà. Bố tôi, tao thiếu tiền mày thì mày cũng phải từ từ chứ. Mày ngồi xuống. Tao nói cho mày nghe nhé, mình là người có ăn học phải không? Mình đi đòi nợ thì mình cũng phải lịch sự chứ, đúng không? Mình vào đòi nợ người ta thì mình phải năn nỉ ỉ ôi người ta. Chứ mày làm cái gì mà mày hùng hổ, mày sòng sọc vào nhà người ta, mày ăn tươi nuốt sống người ta, mày phùng mang trợn má đi hả thằng kia? Tao hỏi mày, mày thiếu tiền nó bao nhiêu tiền? Hả? Xin lỗi bố, con nhầm. Cái mặt bố mà con tưởng cái mặt thằng khốn nạn này. Bố, chẳng hay từ trước tới giờ bố thiếu nợ cái thằng khốn nạn đó bao nhiêu tiền hả bố? Bố cũng không nhớ đó con. Ai thiếu bố thì bố nhớ. Bố thiếu người ta ít khi bố nhớ. Bố ta không nhớ. Ê Quan, 22 cây vàng, 8 triệu một cây, 176 triệu đúng. Ê, dâu, trả nó chẳng 180 triệu luôn con. Dạ, tuân lệnh bố. Này, bây giờ thế anh muốn lấy tiền mặt hay là tiền đô la? Tiền nào cô đưa cũng được. Có thế, có 20 mấy cây vàng nữa mà làm cái động đất chứ. Này, tao đưa tiền cho mày đây này. Ở cái tiền này nhá, trong này còn dư 4 triệu. Cầm lấy, này. Cầm lấy đi về đi. Cút ngay nhá, mày mà đứng đây là bà cho mày ăn giun xào đĩa luộc á, ruồi nấu canh nữa nhá. Đi mày. Ê, sao quên? Cầm cây thuốc hút cho bỏ phổi. Đi. Mà, bà đang làm dâu hiền mới vào pháo đám bà. Dạ thưa bố. Sao con? Bố ơi, con nói cho bố nghe nhá. Bố thiếu nợ bao nhiêu, bố cứ nói cho con phát một đi. Con sẽ thanh toán hết nợ nần cho bố. Bố không có nhiêu, chừng 150 triệu nữa à con. Rồi tưởng gì chuyện nhỏ. Đây, bố cứ cầm lấy 10 ngàn đấy nhá. À, 10 ngàn đô đó con. Vâng, thanh toán nợ nần đi. Trời, trời ơi, tốt quá. Ê, anh về đấy hả? Sao thế? Sao đi kỳ vậy? Sao anh? Con bị sao vậy con? Đứng bên kia để tôi tâm sự riêng với gia đình. Sao con? Ba. Sao? Con đi hỏi hết hàng xóm rồi. À. Mọi người đồng thanh trả lời con một câu một. Câu gì? Ba biết con hỏi như thế nào không? Hỏi sao? Con hỏi bây giờ tôi hỏi mấy người thân thiện nhất của tôi. 80 kg mà nó đè 36 kg. Mấy người suy nghĩ có chết hay không? Nguyên một xóm luôn. Nó ngồi trở lại nó chỉ phán một câu mà con rụng rúng luôn. Câu gì? Chết chắc. Bà bây giờ bà ép con lấy bà này, con cắn lưỡi, con tự tử còn sớm hơn. Thôi, được rồi, bà không ép con nữa. Không lấy thì thôi, bà không gả. Đừng cắn nữa con. Ờ, vậy đi, đừng có lấy. Ừ. Này, nói cái gì đấy? Đùa đó hả? Tôi đã thanh toán bao nhiêu nợ nần cho cha con ông. Bây giờ cha con ông dở trò hả? Bây giờ không có nói nhiều, không có nói vòng vo tam quốc. Trả lời đi. Zết, alo. Zết á, thì bình yên. Còn lô á, bình hưng hòa nghĩa địa.
là tao bóp cổ hai cha con mày là hai cái quan tài nằm ngay ngoài nghĩa địa mà không cần đạo tì đưa tiễn không? Ba để đi ngoài đường nha, mà nghe rỗng rãng rồi đó. Chị qua trở lại nghe chị Trúc nè, đôi dòng vợ chồng trẻ nha, trăm năm hạnh phúc, đầu năm sanh con trai, cuối năm sanh con gái. Cưng, chị làm mai mát tai không cưng? Mát cái mẹ gì hả? Trời ơi, em đang lộn tiết đây này nè. Sao vậy? Em thanh toán bao nhiêu nợ nần cho cha con lão, bây giờ con lão dở trò không chịu lấy em, thấy có tức không chứ? Biết cái gì kỳ vậy? Trời ơi, đây là mai đây cho đây, rồi giờ đây không chịu đây. Tao quên, đừng nói đây vô thế mạng nha. Đừng có nói tình bạn duyên con, nhưng tao quên chết liền á. Để con. Ê, bây giờ chị đứng ra một bên thì để em xử cha con lão nha. Bây giờ Z alo. Chị, bây giờ chị bình tĩnh, để em giải quyết. Bây giờ, ba em giải quyết không được, em giải quyết. Bây giờ em hỏi chị nè. Em biết chị là một người quá sức là sáng suốt, chị đi đâu ánh hào quang tỏa ra thế đó. Sao? Biết chị là một người quá sức thông minh rồi. Bây giờ em hỏi chị, nếu chị đi chợ, trong cái chuồng gà để người ta bán có hai con, một con gà trống khiến nó nặng 100, mò 1,8 kg, còn một con gà ri thôi nó nặng có 600 g, mà hai con bằng giá, chị mua con nào? Thì dĩ nhiên ta phải mua con gà trống khiến rồi. Hay, sáng suốt. Còn một cái điều này nữa, có một con ngựa nó hơi già nhưng mà nó chạy giỏi, còn một con ngựa nó đi không nổi hết cái mùa trăng. Bây giờ hai con bằng giá, chị lấy con nào? Mày dở hơi chóm lợn nhỉ? Thì tất nhiên tao phải lấy con ngựa khỏe để tao cưỡi chứ. Con ngựa đây nè. Ôi dồi, mày lên đem gài hả? Em nói chị nghe, con ngựa này nó chạy ác chiến lắm, bị nó chạy nợ hoài nó quen rồi. Im! Thiệt là tin đi, lấy con ngựa. Im! Let me check. Long a thought. One minute. Thôi được rồi, ta quyết định rồi. Finally. Better than nothing. Ta quyết định lấy con ngựa này. Oh, yeah! con trai thích tới đây. Con trai. Hay quá, giọng hát quay mà hay quá vậy, ai vậy? Cao Vinh hiệp sĩ. Hả? Hy sinh hả? Cao Vinh. Cao Vinh hiệp sĩ là ai? Là ai? Đâu? Đây. Hy sinh. Dạ. Chào anh. Tên gì? Ca Vinh hiệp sĩ. Hiệp sĩ hay là hiệp xuyển? Dạ, sĩ thì cũng được. Cái giọng hát hồi nãy là của bác? Dạ, của em. Giọng hát hồi nãy là của bác? Của em. Ý con nói là của bác á. Thì của em. Là của bác đó. Thì của em. À, của em. Thì ý nói của bác hả? À, bây giờ muốn kêu bác hay kêu em? Thôi kêu em đi cho nó hợp với số tuổi của em. Hợp số tuổi hả? Dạ. Em sinh năm mấy? Năm 1983. 83? Làm gì nhìn tôi dữ vậy? Nè, ID nè, nhìn đây. Cái gì? Cái này 38 mà. Trời ơi, mệt quá à. 38, 83, 38. Qua đây, tên nó còn ngựa huống hồ chi tuổi. Nhờ vậy mới được đi đúng không? Dạ. Chứ gửi 38 vô chắc có ma nó cho thì. À em ơi. Cái bài hát hồi nãy em thâu á là mới đây đúng không? Mới đây. Hay quá. Cách đây 50 năm. Thâu 50 năm? Dạ 50 năm rồi. Bây giờ có thể hát y như hồi đó được không? Trời ơi, y chang như hồi đó. Y chang luôn. Mà còn technique có lò hơn nữa. Là sao? Là coi như là kỹ thuật còn hơn hồi đó nữa. Hay quá vậy. Kỹ thuật sao? Nghĩa là bị chế độ rung. À. Nó có hộp á.
Hay quá, phối hợp với kỹ thuật phải không? Mà sao hay vậy? Bị già rồi nó rung á. Hay quá. Bây giờ bác có thể hát một bài hát nào con nghe thử, nếu được con sẽ nhận bác. Nhưng mà với điều kiện chỉ lấy tiếng thôi nha. Trời ơi, không lấy hình. Mẹ ác quá, lấy tiếng không lấy hình. Không được. CD thôi, lấy cái hình của bác gắn vô CD, nếp nhăn nó chày để ông đọc. Lầm to. Được, thử xem. Mà bây giờ là thi ha. À, giới thiệu. Xin giới thiệu với khán giả thí sinh Kha Vinh Hiệp Sĩ xin hát một bài hát rất là hợp với số tuổi. Đó, một bài hát rất là truyền cảm có của Kỳ Phương mang tên Nhớ Em. Hợp ghê á. Giai điệu hay quá. Hay cái con khỉ. Cái này không có hợp với số tuổi của tôi đâu mà hay. Cái giai điệu gì? Music lại đi. Hip hop. Hip hop. Gì vậy? Hip hop này lên trung phong. Nhớ em. Lòng này nhớ tới em. Anh nhắn cho mày, mong em đến đây. Nhớ em, lòng này nhớ. Giang tấu đi, trời ơi, nhớ hoài cho tới sáng quá à. Nhớ em, lòng này nhớ tới em. Bữa nay là người ta tuyển tài năng trẻ. Bác đi về giùm con. Ủa sao vậy? Coi như là rớt đi ha. Trời đất ơi, ý em nói là rớt rồi hả? Ừ. Trời ơi. Ủa sao vui vậy? Nói cho nghe nè. Bị cái lòng đam mê nghệ thuật á. Bây giờ rớt á là biết chắc chắn bảo đảm 100% là rớt rồi. Vậy thì bị hôm nay nè, trời ta nói ai hát cũng hay hết trơn á. Đúng. Mình hát dở người ta mới nhớ. Đúng hay. Giống như thi hoa hậu á, thấy không? Sao, sao, sao? Con nào xấu, người ta nhớ con đó chứ người ta đâu nhớ con đẹp đâu. Hay. Cảm ơn, được, cảm ơn bác nhiều. Coi như là mời bác về. Bác về hả? Thôi, nhớ tới em. Nhớ tới tôi. Nhớ tôi. Dạ, đam mê nghệ thuật ghê ta. Hay. Mày nói ai già? Bác chưa cái gì cái chùa quẻo rồi à. Cho tao hỏi nè. Hát một hồi là xỉu luôn đó nha. Hồi nãy ai hát ở đây vậy? Hả? Hồi nãy ai mới vừa hát ở đây? Có gì không bác? Trời đất ơi, hát gì mà dở quá, xe ambulance nó chở ra từ người cái chị à. Bác chứ ai? Tao hát hả? Ừ. Trời ơi, đúng ra xỉu nãy chứ sao giờ mới xỉu. Từ từ người ta mới ngắm. Ngắm hả? Thôi vậy thôi ta khỏi hát nữa. Thôi cho hỏi nè, năm tới có thi nữa không? Có chứ. Vậy hả? Ừ. Tao thi nữa nha. Thi bài gì? Give me a girl after midnight. give me a girl after midnight. Ông già mà sung ghê luôn ta. Bữa nay gặp toàn gì đâu không? Cái gì? Dạ, Cẩm Thảo ơi, cho em thi đi. Cái gì? Dạ em thi, em đi trễ máy bay. Vô đi thi. Dạ thi. Thí sinh. Dạ thí sinh. Trời má ơi, bữa nay không còn ngày hay sao? Thí sinh lạ không? Dạ. Tự nhiên hai cái tivi để lên mặt. Đã vậy có thêm cái anten nữa. Trời ơi, bó tay không luôn. Giờ thi phải không? Dạ dạ. Giới thiệu tên tuổi. Dạ, em là thí sinh thứ 16. Tên là Chí Tài Tình. Có tài mà còn có tình nữa. Dạ. Thi. Dạ. Ủa mà thi gì vậy em Khảo? Giỡn mặt hả? Thi ca hát. Dạ trời ơi, em bảo chúng em quên. Dạ. Nhanh đi. Dạ sau đây em xin trình bày một nhạc phẩm cho chính em sáng tác. Được, có tựa đề là Chợ Câu Dừng. Có nghĩa là anh hát nhạc Hoa. Dạ không phải nhạc Hoa. Chứ nhạc gì? Nhạc Việt. Ủa sao Chợ Câu Dừng là gì? Là chuyện câu giờ. Hay. Hát nghe thử, cho thêm điểm. Dạ. Tự sáng tác phải không? Dạ, để em lấy microphone. Hay quá, thí sinh này lạ. Kháo kiến này cho nó mắt nó dễ diễn tả. Hát. Dạ.
Ồ, diễn xuất hay quá. Một người đi với một người, một người đi với nụ cười hắn hiu. Wow. Hai người vui biết bao nhiêu. Wow. Một người lặng lẽ lặng yên đứng nhìn. Hey. Đứng nhìn một lát rồi đi. Người kia đi tới, người này đi lui. Hai người đi tới đi lui, một hồi mệt quá, lặng yên đứng nhìn. Đứng nhìn một lát rồi lại đi. Bài mới đi, bài mới. Người kia đi trước, à, người này đi sau. Gì làm hoài vậy? Hai người đi trước đi sau. Lời mới, lời mới. Một hồi mỏi căng, à, rồi lặng yên đứng nhìn. Vô lời mới, vô lời mới. Nhìn một lát rồi lại đi. Người kia đi tới, người này đi lui. Hai người đi tới đi lui. Ôi trời, mệt quá, mệt quá. Rồi lặng yên đứng nhìn. Giỡn mặt hả? Gì vậy giỡn mặt? Đâu giỡn mặt đâu. Có một lời hát hoài. Đi nãy gì đi tới lui không có dừng hả? Ủa? Giỡn mặt hả? Hồi nãy giờ em giới thiệu bài hát là chuyện câu giờ mà. Xin lỗi nha, bài hát này là của Quốc Dũng. Chuyện ba người. Dạ anh biết. Anh tạo nhạc, anh ăn cắp nhạc của người ta, anh chế biến hả? Dạ em biết, chuyện ba người của Quốc Dũng. Nhưng mà lời viết lại là của Chí Tài Tình. Hay quá. Thì vậy sao đậu? Trời ơi sao không đậu? Em nói giám khảo nghe. Ừ. Coi vậy chứ bài hát này em ăn khách lắm á nha. Sao ăn khách? Bầu show mời em đi bệnh nghỉ luôn á. Ủa sao mời nhiều vậy? Tại vì bầu show thường tổ chức mấy cái show mà ít ca sĩ đó. À. Thường thường mời em tới để hát câu giờ không ạ? À? Em phê lắm à. Em phải lấy làm thi đó chứ. Nhưng mà không được. Anh muốn làm ca sĩ chuyên nghiệp á. Dạ. Anh đừng bao giờ bị phân tâm. Ủa em đâu có phân tâm gì đâu. Tự nhiên đang hát tôi kêu thôi cái nín nè. Ủa bây giờ đang hát người ta kêu vô anh đi vô luôn hả? Cái đó thì em có anh nói chấp nhận bị phân tâm không? Dạ. Bây giờ tôi hỏi anh nè. Dạ. Anh có hai tay. Dạ. Một tay dễ tròn, một tay dễ vuông được không? Dạ anh em làm hoài mà. À, được. Bây giờ anh vừa hát vừa làm được không? Ừ, dư sức quá cầu. Dư sức quá cầu. Dạ. Bây giờ anh thử vừa hát vừa uống nước coi. À. Ông về ông kêu vợ ông vừa đẻ vừa đánh bài đi. Đấy. Đối đáp hay. Trời đất ơi. Bây giờ tôi sẽ thử anh coi anh có bị phân tâm hay không. Rồi. Anh giơ năm ngón tay lên. Rồi. Anh đứng anh chọt. Chọt. Rồi có sợ đi. Anh chọt đi. Em khảo cầm em này. Em chọt đi. Rồi chọt. Tôi hỏi cái gì phải trả lời đúng sự thật. Dạ. Nha. Dạ. Không trả lời đúng là bị phân tâm đó nha. Dạ. Ba má khỏe không? Dạ khỏe. Vợ con sao? Bình thường. Mấy đứa? Ba đứa. Anh có khỏe không? Khỏe như dồi. Hồi nhỏ anh có bị té giếng không? Không. Không sao đứng chọt kỳ vậy? Trời anh bị ơi. Phân tâm. Anh bị phân tâm. Ông này là ăn thịt sốc dữ lắm nè. Tôi nói gì quá vậy? Mà anh bị phân tâm. Thấy chưa? Anh thấy anh sai chưa? Hả? Ai đây? Ủa, thí sinh thí sinh hả? Mặc đồ đẹp quá là. Trời ơi đẹp quá nhưng mà hơi ốm mà giám khảo ơi không biết hát có nổi không à. Mập thì vô duyên rồi. Gì? Một ca sĩ không có ai ốm hết hả? Mà ốm nó cũng nổi tiếng như thường vậy. Đâu cần phải mập đâu. Mập như mày muốn đi hát là phải đài ép cho con. Bây giờ sao? Dạ chào ban giám khảo. Em muốn tên thi... gì tên gì em tên gì? Dạ em là Hoài Linh Tinh. Trời đất ơi. Trời ơi đây tên lạ không à. Tên chóng mặt quá. Em muốn lấy ba chữ cho nó giống Hường Công. Hường Công. Dạ. Bây giờ anh tới đây em thi gì? Dạ em cái ao ước em làm ca sĩ để em làm cái gì? Em ao ước em được làm ca sĩ để em bán lịch thôi. Trời đất ơi. Bây giờ em thấy ca sĩ gần đầu năm cái in lịch bán đó. Cái em cũng muốn in lịch đặng bán thôi à. Chứ hát chưa chắc hay lắm. Thôi đi ông ơi, ca sĩ người ta đẹp thì chụp hình, còn ông mặt xấu quá. Ông không biết gì hết trơn á trời. Bây giờ thời buổi gì rồi, người ta chơi tới computer rồi.
ca sĩ người ta chụp cái hình vô, thấy không? Người ta chỉ cần bỏ vô computer, vô Photoshop, cà cà lấy con mao, cà, mấy cái nếp nhăn bay hết trơn. Đúng, hay. Tại ông chưa đi mua lịch ca sĩ, ông đâu có biết. Sao? Nhiều khi ông mua ở đây, ông nói trời ơi, con nào đẹp quá vậy? Vừa nhìn lên nó vừa ký cho ông đưa lên mặt nó, trời, giống hai mẹ con luôn á. Ông không biết gì đó, trời. Thí sinh này thông minh. Nó hiểu được vấn đề. Bây giờ thi hay cãi lộn? Dạ, em muốn thi. Thi qua đây đó. Dạ. Bây giờ có tài năng gì? Nói. À, dạ thưa anh, mặc dù em không đẹp, em không xinh, em tôi không đẹp như người tưởng, không áo xanh, áo đỏ thơm hương. Dạ không. Bây giờ thi không? Dạ em thi. Thi. Nhưng em biết lựa phong cách. Phong cách? Làm ca sĩ quan trọng là phong cách. Đúng. Và đặc biệt là mình biết hát theo thời vụ. Thời vụ là sao? Ví dụ vào đám ma không bao giờ được hát nhạc đám cưới. À, đúng. Học hỏi. Bởi vậy em toàn là lựa những bài rất hợp. Ví dụ như bốn mùa thì em sẽ chia ra bốn cái bài khác nhau. Ví dụ mùa lạnh em sẽ hát một bài nào đó để cho khán giả ngồi trong khán phòng cảm thấy ấm áp. Đó là em đã thành công. Hay, hát thử tôi nghe. Em sẽ hát một bài. Bây giờ đang mùa lạnh, em xin trình bày một nhạc phẩm để ấm áp cho quý vị. Đó. Ban nhạc Music. Thí sinh này được nè. Tốt, thí sinh này ngon á. Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ. Hay quá. Màu lam tím Đà Lạt sương u mờ. Từng đôi đi trên phố vắng bước chân. Ấm chưa? Sao thấy đứng còn run vậy? Nhớ mặt hả? Nghĩ sao mùa lạnh đưa lên Đà Lạt? À, đưa người lên Đà Lạt nó ướp xác á. Đâu đâu em, tại em thấy nhà nhạc sĩ người ta viết là từng đôi đi trên phố vắng, bôi mùa lạnh ham hối chi ra đường cho bệnh. Cái lời người ta diễn tả đôi tình nhân thôi, người ta đang lạnh anh ông là đưa lên Đà Lạt là sao? Thôi, được. Không được đâu, không mùa nữa. Vậy em không hát theo mùa nữa. Còn tài năng gì không? Em sẽ làm phong cách. Phong cách? Có những giọng ca hát rất là hay, mấy chục năm vẫn nổi tiếng như thường. À. Đó, em muốn tạo cái phong cách đó. Ví dụ như cô Linda Trang Đài, cô lên sân khấu. Đúng. Ví dụ một cái sân khấu từ đây tới đây là cổ nhảy không đủ đâu. Đúng. Cổ nhảy một hồi, cổ nhảy lên thằng quánh trống luôn. Còn có nhiều người đứng một chỗ hát nhưng vẫn nổi tiếng. Ai, tập phong cách đó. Ai? Ca nhạc sĩ Duy Khánh. Trời ơi, có chuyện lựa người hát hả? Trời. Sao? Trời ơi, sao tôi hát đi, hát bài hát những người khuất mặt vậy? Ừ. Thì nếu mà mình bắt chước mình phải lựa những người khuất mặt chứ. Lựa những người còn có mặt ở đây người ta quánh mình sao? À, em phải khôn chứ. Thử xem. Nhưng mà giọng hát vẫn đi vào lòng người như thôi. Bây giờ em bắt chước chú Duy Khánh. Nhưng mà chú Duy Khánh là người gì? Người quản trị phải không? Quản trị. Em sẽ giới thiệu giống chú Duy Khánh. Hay quá. Chú Duy Khánh ra sân khấu nè. Giống. Kính thưa quý vị, một nhạc phẩm mà tôi viết cách đây hơn 40 năm. Trước khi tôi lên đường từ Lào trở về Việt Nam, và trong đêm đó tôi cùng tất cả các kiều bào từ Lào đã hát lên nhạc phẩm này. Xin kính mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm của tôi. Bài hát được mang tên Xin Anh Giữ Đòn Tình Quê. Hay. Giống quá. À, nói thì giống mà hát biết sao rồi, để coi. Hay quá. Chúng vui đêm này cho trọn tình quê hương ý. Đẹp tình yêu thương mai tôi về chúng mình đôi đường. Giờ phút phân thì ai lên đường ai vẫn vương ý. Mình thương nhau trong đời, thương nhau trong lời yêu nước Việt mà thôi. Xin nhớ em ơi. Em ơi. Sao nghe nó lạnh vậy? Hả? Trời ơi. Có khi nào chú Duy Khánh không về không trời? Mày. Ở đây người ta mở máy lạnh. Hả? Vậy hả? Ừ. Đúng nghe. Thôi. Là hết hồn. Hát bài. Thôi. Giờ vậy. Nghe lạnh quá. Giờ vậy. Bài hát của anh là anh có sự chuẩn bị. Bây giờ tôi chỉ định anh hát. Chỉ định hát sao? Tôi chỉ định ca sĩ nào anh phải hát giống ca sĩ đó. Vậy mới hay. Còn này anh đã chuẩn bị sẵn mà. Hên xui nha. Bây giờ có một nam ca sĩ rất là nổi tiếng.
Dạ. Hát rất hay. Dạ. Mà cái mặt lúc nào cũng lạnh. Ai ta? À nhớ rồi, Trường Vũ. Phải. Ừ. Trường Vũ là mặt khờ. Mày bảo đảm thế nào cũng bị quánh nè. Chứ ai, ai có biết ai mà Tuấn Ngọc. Mặt lúc nào cũng lạnh. Anh ơi, tôi nói anh nghe nè, mặt lạnh đó là như Tuấn Ngọc thì em làm được, nhưng mà giọng ca anh Tuấn Ngọc quá perfect đi. Ảnh là giọng ca anh ấm lắm, mà giọng tôi thì giọng trép không à, làm sao tôi hát giống ảnh được. Vậy mới có điểm thêm. Có. Thi không? Hên xui, hên xui. Thi là phải nói hên xui. May mắn, mà có một bài hát mà em rất là mê anh Tuấn Ngọc hát. Đó là bài riêng một góc trời. Em sẽ hát mà mặt được. Lạnh. Mặt lạnh nhưng mà hát là hên xui. Em nói okay, trước okay. Mặt phải lạnh nha. Dạ. Đâu mặt lạnh coi. Nhạc đi anh ơi. Ôi lạnh quá, lạnh quá. Mặt lạnh quá. Mặt quá lạnh luôn. Vô. Tình yêu như nắng đang đưa em về bên dòng suối mơ, nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề em về lối xưa. Tình như lá úa rơi buồn trong nỗi nhớ, mây vẫn mây trôi, mưa vẫn mưa rơi, hát yêu đời tôi. Yêu ngón tay chị. Ngoái ngoái nè. Một mai em nhé, có nghe thu về trên hàng lá khô. Hey. What? Vòng tay lấp lánh, bước chân ơ thơ, em về lối xưa. Mày yêu nữa. Hà còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá. Gọi tên em mãi chẳng. Mệt quá. Trời đất ơi, thầy anh. Trời ơi, tôi còn trẻ quá mà. Anh Tuấn Ngọc đó là cái xì tai của anh rồi. Bây giờ biểu tôi nhíu hai cái hàng lông mày rồi nó dính vô luôn. Rồi làm sao tôi đi làm ca sĩ? Người ta nổi tiếng nó khác, tôi chưa nổi tiếng nó khác. Anh đừng có hại tôi. Ok. Cái thằng cái đầu trồng dừa này nó hại em nè. Nhìn cái mặt. Thí sinh này tới từ Hawaii hả? Giờ vậy hả? Anh bị trừ điểm. Sao vậy? Đang ca giữa chừng ngưng. Ờ đúng rồi. Bây giờ cho thêm một cơ hội nữa. Cơ hội nữa hả? Có một ca sĩ cũng rất là nổi tiếng. Dạ. Yeah. Nhưng mà ca cái giọng của anh ta giống như là nghiến cái răng lại vậy á. Sao đó lúc mà phát ra nó giống như là nghiến răng á. Ai ta? Tuấn Vũ. Hả? Tuấn Vũ cái tướng là em là giống rồi đó. À. Em chỉ cần hòm xuống cái là em giống rồi đó. Thử. Nhưng mà hát là hên xui. Trời đất ơi. Hát hên xui rồi. Em hát bài hát rất nổi tiếng của anh Tuấn Vũ, bài hát đừng mang tên là Người Yêu Cô Đơn. Ồ, được. Tốt. Đúng rồi, Tuấn Vũ. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang. Yêu ai cũng lỡ làng dù rằng tôi chẳng lỗi chi. Đời tôi cô đơn nên yêu em chẳng bao lâu. Ngày mai đây em lên xe hoa bước theo chồng. Đời tôi quen cô đơn nên tôi chẳng trách em. Tôi quen rồi nhưng mỏi thấy mẹ luôn. Ôi. À đứng chơi mày hát mấy cái mặt lạnh mà để tao nghiến răng vô vậy là sao? Hay quá ha. Cái người hát không sao, ông kia nướng miếng mới chịu nổi. Trời ơi, nghe ông hát xong mà nghiến cái. Anh nói bằng vậy thôi hả? Vậy thôi hả? Không phải, em nói anh nghe nè, là tại vì bây giờ mà mùa lạnh mà ví dụ biểu em qua mấy tiểu bang lạnh em hát mà em đứng em nghiến răng cỡ này một bài thôi em về em bỏ nghề luôn. Sao hát được? Vậy thôi, giọng nam không? Có được giọng nữ nào không? Giọng nữ có giọng em ái mộ lắm.
Ai? Ai? Nhưng mà em biết bữa nay ngồi dưới ban giám khảo luôn. Ủa vậy hả? Hey. Mà em nói anh nghe nè, tại vì em muốn lựa cái phong cách để làm chi? Chị, anh biết không? Chị. Nhiều cái phong cách của các ca sĩ ngày xưa đó, 50 năm, 30 năm, 20 năm, nhưng người ta đều có cái riêng của người ta hết. Đúng. Tới giờ này em vẫn còn giữ được những giọng hát mấy chục năm là anh biết đã đi vô tới trong máu em luôn rồi. Thành thử ra bây giờ em rất là mê. Ý anh nói ai? Nói nhỏ đừng cho ban giám khảo em nghe á. Còn Thái Thành đó. Trời ơi. Được không? Khó lắm đó nha. Hên xui. Nhưng mà mình ái mộ thì mình làm thôi. Thử xem. Anh nghe bài Dòng Sông Xanh chưa? Được. Hay, được. Vô. Một dòng xanh xanh, một dòng tràn mong manh, một dòng sâu quyến luyến, một dòng sâu mấy kia, một dòng nước quay về biển đời lúc mơ hiểu. Nhanh quá vậy. Coi con hát không nổi coi. Hay. Thôi nhưng mà tôi nói anh nghe nè. Cuối cùng là sao? Cuối cùng. Dạ. Hai anh không có gì riêng cho mình hết. Gì vậy? Bắt trước không à? Đi về, mệt quá. Kỳ giám khảo. Bây giờ sao? Cho tụi em có cái riêng đi. Cho cơ hội. Bây giờ tôi sẽ thử trí thông minh của hai anh. Dạ dạ được, được cái đó được, cái đó được. Bây giờ tôi sẽ đố hai anh một câu. Dạ dạ. Nếu mà trả lời được tôi cho hai anh đậu. Dạ dạ dạ. Nghe cho kỹ nha. Dạ. Có một thợ săn. Dạ. Đang cầm cái súng đi ngoài đường. Dạ. Có ba con chim đang đậu trên cây. Dạ. Anh giơ súng lên bắn một cái đúng. Một con chim rớt xuống đất chết. Dạ. Một con bay đi, một con đậu lại. Đố hai anh, tại sao mấy con chim đó nó làm như vậy? Con chim bay đi là con chim sợ chết. Bảy. Còn con chim ở lại là con chim anh hùng. Bảy luôn. Ủa gì chứ sao? Một con rớt xuống đất chết. Một con bay đi báo cảnh sát. Còn một con ở lại làm nhân chứng. Này ông hay, ông nghiên cứu tới súc vật luôn ghê thiệt. Ba con chim này chắc xong của giám khảo nuôi. Bye bye, tôi đi ạ. Đi đâu? Hai anh thua. Chưa thua mà. Không có thua gì đâu. Chứ muốn gì? Đây. Giám khảo đã đố thì phải cho tụi em cơ hội đố lại chứ. Đố đi. Giờ em đố giám khảo. Đố gì đố nhanh nhanh đi. Có hai thằng. Một thằng mù, thằng câm. Đi vô một cái siêu thị. Đúng. Thằng câm nó muốn mua cái nón. Rồi lấy cái nón nó đội lên đầu. Rồi lấy tay chỉ. Ông chủ hiểu bán cho nó cái nó. Đúng. Vậy em đố hai anh. Thằng mù nó muốn mua cục xà bông, nó làm sao? Nó chỉ cục xà bông. Tật. Nó lụm cục xà bông, nó chà lên đầu nó. Đúng. Tật lắc. Chứ nó làm cái gì? Thì nó nói. Nó nói gì? Nó nói gì? Bán tôi cục xà bông. Sao nó nói được? Nó mù à? Nó mù chứ nó đâu cầm đâu. Đúng rồi, nó nói đúng rồi giám khảo ơi. Bây giờ tới phiên tôi đố lại. Sao? Tôi đố ban giám khảo với rồi đố anh luôn. Trong các loại sữa, sữa nào tốt nhất? Sữa ông Thọ. Ông Thọ, ông già mà ông là đàn ông làm gì có sữa. Sữa cô gái Hà Lan. Cô gái Hà Lan chắc chắn gì mà dắt ra sữa để bán hết cho cả thế giới không? Sữa con két. Két không có sữa. Chứ sữa gì? Sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Tại sao? Tại sao? Tại sao tốt? Sữa mẹ để không bao giờ bị thiêu. Điều đặc biệt là bình sữa mẹ rất là đẹp. Thấy chưa? Mà bình sữa mẹ không ai được rửa ngoại trừ bố thôi. Anh có nghiên cứu có cái bình sữa nào mà lâu lâu nghe mùi thuốc lá không? Trời ơi. Hey. Chính xác là sữa mẹ rất là tốt. Hay. Hay thí sinh quá hay. Chúc mừng. Nói chung là mình quê. Chúc mừng. Cảm ơn. Thôi tôi đi giờ, trễ giờ tôi đi. Ủa giám khảo đi đâu? Giám khảo gì? Ủa anh là giám khảo mà. Tôi phải giám khảo đâu? Ủa, chứ anh là ai? Đấm bóp giấc hơi. Rồi. Vậy anh tới đây làm gì? Đấm bóp cho ban giám khảo. Rồi. Mấy ngày nay ta chấm thi ta mệt quá tới massage mà. Rồi rồi đấm bóp giấc hơi mà bằng office nữa. Đấm bóp cho những người nổi tiếng. Sẵn mình tới mình xin chữ ký luôn. Vợ tôi mới sanh hai thằng con trai nha, sanh đôi nha.
Hả? Tôi xin chữ ký về tặng vợ. Trời ơi, xanh đôi là hên lắm đó nha. Chúc mừng anh. Phải còn anh không? Không, vô duyên, bởi vậy vô duyên là đúng rồi. Nói tầm bậy tầm bạ, chúc mừng anh. Con anh nó giống anh không? Không, cái điều đó là chắc chắn rồi. Nhiều khi nó giống vợ anh thì sao? Không giống. Dạ, chúc mừng anh. Chúc mừng nó giống anh, nhưng anh thử máu chưa? Em xin lỗi, cái câu này em đi vô duyên. Vô duyên hơn tôi nữa đó. Thôi tôi về à. Chỉ em biết biết xanh đôi đi. Sao có vợ mà đẻ xanh đôi đi? Thì lúc vợ mình mang bầu á, dẫn nàng đi coi phim là xanh như ý. Là sao? Thí dụ như là muốn xanh một sao? Coi phim Kẻ Cô Đơn. Xanh hai. Coi phim hai anh em xanh đôi. Xanh ba. Ba Chàng Ngựa Lâm Phá Thủ. Xanh bốn. Tứ Quái Sài Gòn. Xanh sáu. Sáu Người Đi Khắp Thế Gian. Xanh 13. Tập Tam Thế Bảo. Xanh 14. Tứ Tập Tứ Nữ Anh Hào. Ôi chết mẹ, tôi phải gì à? Ủa sao vậy? Hôm qua vợ tôi nó có bầu mà tôi dẫn nó đi coi phim gì? 101 Con Chó Đớn. Thôi vậy vậy vậy, lẹ đi, vậy lẹ đi. Thì nói tóm lại là tôi vẫn còn may mắn nhất. Ủa sao vậy? Hôm qua tôi mới dẫn vợ tôi đi coi phim. Phim gì? Phim gì? Vị Thái Giám Cuối Cùng. Vậy vợ anh siêu âm chưa? Siêu nổi. Con trai hay con gái? Con trai. Bóng chắc luôn. Cái gì vậy? Gì vậy bác? Nói chung là vợ mà bác mà có bầu nữa, con còn chúc mừng bác á. Thôi, vậy bây giờ là anh không phải giám khảo phải không? Mình đi xuống chuẩn bị đăng ký thi. Chuẩn bị đăng ký thi, chuẩn bị chương trình khác. Người ta thi tới nơi rồi. Chào bà con cô bác đi rồi đi. Chào bạn giám khảo, chào bà con cô bác. Cảm ơn.